qua đó, không hôm qua này. Em mua một con lót tờ hai con vậy. Là như bốn con ghẹ luôn hả? Anh Đi thích ăn gì? Sáng đầu chín chín xem phao. Lớn quá hả? À, như leo. Ướp bí đào. Bầu. Việt Nam 9 đồng 99 thao nè. Đây chữ bao 9. Nè. Nó nứt kìa, nó thơm lắm kìa. Thơm phức luôn ấy. 10 đồng 1 thao. Này không đông đá hả? Hay sao mà không đông đá đâu? Nó đè fresh, không có đông đá, kìa tươi á, không còn tươi á. Đúng cái mỏ, cái mắt vô đó nó gà, nó đầm á. Anh nghĩ sao em đâu có ngu thì. Em biết. Đó. Không biết. Không mua sầu riêng hả? Hả? Nói sầu riêng thơm mà hết hết mà. Này 2 đồng 79 trên kia. Kia 2 đồng 59 giá 20 cent 50 cent. Này bên đây rẻ hơn nè, bên đây loại khác. Đây đồng 99. Cái này 2 đồng 79. Thì nó khác loại mà. Ăn mắm con cua. Con chín chín. Con ngực. Con vịt xương và con cua. Bốn con ghẹ. Đây đi anh đi coi vậy. Nè tiệm Thanh Sơn. Tiệm nổi tiếng ở đây bán chè. Chè bán đồ hủ, bán đồ ăn. Quá đông luôn. Rồi. Em đi vô em lấy bánh mì kìa. Rồi con tay nè. Vô đây lấy bánh mì thịt Sài Gòn. Và cuối tuần ở phố Tàu này đông quá luôn. Xe đầu kính hết thôi. Đông quá cho nên làm tàu. Nhà này chỗ ăn uống nó đông.
xa. Xe rồi. Ok. Yep. Nó quên bị nó bỏ đá vậy. Quá đông, quá đông rồi. Hôm nay lễ mà chạy xe kiểu này chạy miếng nào mới tới nhà. Ô thì ra ông kia ông nằm cản đường mà ông máy ông chết xe ông nằm đó mà hèn chi mà còn chạy được đâu, nằm bên kia kìa. Kì về thôi, đi phố tàu có đồ ăn đi chơi rồi giờ về. Xích xo gà về. Đây là hộp đậu hũ chiên. Đây là cái gì? Măng cục. Măng cục đựng bọc này đựng phao cái gì? 368 trái. À, chè ba màu hả? Hai cái chè ba màu. 10 ổ bánh mì thịt. Bánh mì thịt ở đây khác với mình thì Việt Nam nha. Gèo cải bò riêng. Rồi mua được 4 con ghẹ. Rồi. 4 con ghẹ với một con lớp tờ. Có bình Kevin ăn. Ừ, Kevin nó order một con lớp tờ. Rồi coi còn lớp tờ lớn mà là con lớn. Không có lớn lắm, mùa này không có con lớn đâu. Rồi đấy, tránh ra coi nó đây. Còn mặt mũi nó làm sao? Coi có dễ thương không con lớp tờ. Đây. Đây là thằng con nó đời của Kevin. Mẹ là bố con ghẹ. Nó đời kêu mẹ mua cho nó một con. Thì ông ăn. Còn bà xã thì mua 4 con ghẹ này. Nhà chia làm 2 phe phái. Còn mình thì không có đụng tới mấy đó nha. Đây, ok.